Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ sáu ngày 24 tháng 2 có những nội dung đáng chú ý. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự hội nghị toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2023. Kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, tôn vinh những cán bộ, nhân viên ngành y tế luôn hết lòng vì sức khỏe của nhân dân. Lan tỏa tình yêu biển đảo cho học sinh, những cách làm hay tại một số trường học ở huyện Tiên Lữ. Từ va chạm nhỏ trên đường dẫn đến vi phạm hình sự, câu chuyện về hành vi ứng xử khi tham gia giao thông. Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam 7 bị can liên quan đến vụ án giả mạo trong công tác và nhận hối lộ xảy ra tại hai trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Năm 2022, ngành y tế đã nỗ lực hết mình cùng cả nước kiểm soát thành công dịch COVID-19. Cả nước chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt theo nghị quyết số 128 của Chính phủ. Năm 2023, ngành y tế đặt mục tiêu phát triển hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, tập trung kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh, tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao năng lực điều trị ở tất cả các tuyến, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu toàn ngành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện hiệu quả chương trình phòng chống dịch COVID-19 và các nội dung trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Tập trung phát triển mạng lưới y tế cơ sở, giám sát kiểm soát tốt các bệnh lây nhiễm mới, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, cung cấp đầy đủ các dịch vụ y tế cho người dân, nghiên cứu đề xuất chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ y tế. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn tặng hoa chúc mừng ngành y tế tỉnh Hưng Yên nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Sáng nay, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 2 năm 2023. Đồng chí Đào Hùng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Hùng Vận yêu cầu các báo cáo viên tích cực thông tin, tuyên truyền sâu rộng kịp thời về dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Đây là dự án quan trọng quốc gia và có tiến độ thực hiện rất gấp, đòi hỏi sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Các báo cáo viên cần chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, tăng cường tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia góp ý vào dự thảo luật đất đai sửa đổi. Học tập chuyên đề năm 2023, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tuyên truyền về cuộc thi Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ, cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch lần thứ 3, giải báo chí về xây dựng Đảng, giải Búa Liềm Vàng tỉnh Hưng Yên năm 2023. Sáng nay, tại văn phòng khu đô thị Phú Mới, Văn Giang, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 6 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Hưng Yên dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Thời gian qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên kết nạp thêm được 45 hội viên, nâng tổng số lên hơn 100 hội viên, mở 3 lớp tập huấn cho các chủ doanh nghiệp về quản trị doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy biểu dương những kết quả hiệp hội và các hội viên doanh nghiệp đã đạt được, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội các địa phương phát triển. Mong các hội viên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực tự cường, không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất kinh doanh hiệu quả, quan tâm tốt đến đời sống người lao động, nộp ngân sách nhà nước. Cũng tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng thông tin những nét khái quát định hướng quy hoạch phát triển của tỉnh về hạ tầng giao thông, đô thị, các khu cụm công nghiệp, tạo ra nhiều không gian phát triển mới. Đây sẽ là cơ hội để doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp tục đến Hưng Yên đầu tư sản xuất kinh doanh. Chiều nay, Sở Y tế Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 1955, 27 tháng 2 2023 và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi ngành y tế vào ngày 27 tháng 2 năm 1955 và ôn lại truyền thống 68 năm vẻ vang của toàn ngành trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, phụng sự đất nước. Thấm nhuần lời dạy của Bác và kế thừa phát huy truyền thống từ các thế hệ đi trước, ngành y tế tỉnh Hưng Yên luôn đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là thời điểm dịch bệnh COVID-19 để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được củng cố và phát triển toàn diện, năng lực chuyên môn, trình độ khoa học của đội ngũ y bác sĩ được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khám chữa bệnh trong tình hình mới. Cùng với đó, phong trào thi đua khen thưởng được triển khai, phát động với chủ đề thi đua cụ thể, thiết thực trong toàn ngành và tại các đơn vị. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác y tế năm 2022. Sáng nay, huyện Văn Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Hội nghị có sự tham dự của hơn 100 đại biểu là đại diện các tổ chức chính trị xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, xã và Ban công tác Mặt trận 83 khu dân cư trên địa bàn huyện. Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu tham dự hội nghị đã cơ bản đồng thuận cao với các quy định trong 9 nhóm nội dung của dự thảo luật đất đai sửa đổi được đưa ra lấy ý kiến lần này. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng với quy định như dự thảo, những bất cập trong quản lý đất đai sẽ được khắc phục. Các đại biểu cũng quan tâm nhiều đến những quy định về cơ chế, chính sách tài chính, khung giá đất. Đã ban hành cái nghị quyết này thì xã Tân Phúc, huyện Ân Thi là một trong những địa phương cần thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng đường Tân Phúc - Võng Phan. Hiện nay, song song với công tác tuyên truyền, xã chủ động thực hiện quy hoạch, sớm trình Ủy ban dân huyện bố trí khu vực tái định cư cho các hộ dân. Đường giao thông Tân Phúc - Võng Phan là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh đi qua ba huyện Ân Thi, Tiên Lữ và Phù Cừ. Trong đó, qua huyện Ân Thi là gần 14 km với diện tích cần giải phóng mặt bằng khoảng 78 ha. Tại xã Tân Phúc, điểm đầu của tuyến đường tiếp giáp với quốc lộ 38 và điểm cuối giáp đường huyện 61 qua các thôn Ngọc Nhuế, Ninh Đạo, Vệ Dương, Đồng Mối. Hầu hết các diện tích thu hồi là đất nông nghiệp của người dân, một phần đất thổ cư của 17 hộ dân thôn Ngọc Nhuế. Hiện nay, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dự án trên hệ thống truyền thanh cơ sở và lồng ghép trong các nội dung hoạt động của địa phương, xã Tân Phúc đã chủ động họp bàn đề xuất và xây dựng tờ trình Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi bố trí khu vực tái định cư cho các hộ dân diện phải di chuyển nhà ở tại cánh đồng bói giáp đường DH61, qua đó sớm ổn định cuộc sống của người dân khi tiến hành bàn giao mặt bằng triển khai dự án. Xây dựng cái khu vực tái định cư sớm trước khi thực hiện cái giải phóng mặt bằng là một việc làm hết sức cần thiết. Chúng tôi đã chủ động họp bàn và thống nhất làm tờ trình gửi Ủy ban dân huyện quy hoạch khu vực tái định cư. Chúng tôi cũng lựa chọn cái vị trí tái định cư tiếp giáp với đường DH61 đẹp nhất ở thời điểm hiện nay cho những hộ dân mà phải di chuyển chỗ ở, tạo cái điều kiện thuận lợi là khi giải phóng mặt bằng. Nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ bán trú, các trường mầm non trên địa bàn huyện Ân Thi đã chủ động triển khai các biện pháp tích cực đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học. Để đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trong bữa ăn của trẻ, các nhà trường đã tăng cường quản lý, giám sát nguồn thực phẩm đầu vào, kiên quyết không nhập thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các bếp ăn tập thể bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, các khu vực, bếp nấu, khu chế biến thức ăn, khu để thức ăn chín, tuân thủ đúng quy trình chế biến thức ăn, lưu mẫu thức ăn, thực phẩm hàng ngày và thường xuyên vệ sinh nhà ăn, các dụng cụ sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Bên cạnh đó, thực hiện xây dựng thực đơn khoa học, đảm bảo dinh dưỡng theo từng nhóm chất dinh dưỡng, không lặp lại trong tuần. Ngoài ra, các nhà trường cũng chủ động tận dụng các diện tích đất trống để trồng rau sạch, cung cấp cho bếp ăn. Nhờ đó, chất lượng bữa ăn không ngừng được nâng cao, góp phần đảm bảo chất lượng dạy và học của nhà trường. Những năm qua, công tác tuyên truyền về biển, đảo tại các trường học trên địa bàn huyện Tiên Lữ luôn được quan tâm triển khai đồng bộ với nhiều hình thức sáng tạo, đa dạng và phong phú. Những tác phẩm của cuộc thi vẽ tranh về biển đảo như ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 do trường tiểu học An Viên, huyện Tiên Lữ vừa tổ chức. 30 tác phẩm đẹp nhất được lọt vào vòng chung kết. Bằng trí tưởng tượng, sự hiểu biết và năng khiếu của mình, các em học sinh vẽ nên những bức tranh rực rỡ sắc màu, thể hiện một cách sinh động tình yêu biển đảo với nhiều cung bậc cảm xúc.
Mục đích của em tham gia cuộc thi là để vẽ thêm được nhiều bức tranh dành tặng cho các chú bộ đội ngoài đảo xa. Việc giữ biển Lào là một việc rất thiêng liêng, bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền, bảo vệ lãnh thổ của chúng ta. Huyện Tiên Lữ hiện có 13 trường tiểu học, 12 trường trung học cơ sở và 2 trường liên cấp. Công tác tuyên truyền giáo dục về biển đảo Việt Nam luôn được lồng ghép trong các tiết học chính khóa của các môn lịch sử, địa lý. Các trường còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi về biển đảo quê hương thu hút đông đảo học sinh tham gia. Qua buổi học ngoại khóa thì chúng cháu thấy rất là vui và háo hức vì đã tích lũy được nhiều kiến thức mới về biển đảo Việt Nam và có thêm lòng yêu nước với Tổ quốc ạ. Cháu chưa một lần nào được ra biển đảo nhưng mà cháu đã nhìn thấy qua các hình ảnh, video ở các giờ hoạt động ngoại khóa, cháu thấy biển đảo của Việt Nam rất là đẹp. Cháu chỉ ước một lần được đến đảo Trường Sa, được tận mắt nhìn thấy công việc vất vả của các chú bộ đội hải quân đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc. Thì hàng năm nhà trường chúng tôi tổ chức các cái chuyên đề liên quan đến tuyên truyền giáo dục truyền thống tình yêu về quê hương đất nước nói chung cũng như là yêu biển đảo Việt Nam nói riêng. Thì năm học 2022-2023 thì lần thứ tư nhà trường tổ chức cuộc thi vẽ tranh về biển đảo, sự ủng hộ nhiệt tình của các em học sinh, đồng thời giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước cũng như là biển đảo. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam nói riêng là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người dân. Do đó, việc giáo dục học sinh các kiến thức về chủ quyền biển đảo ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là việc làm có ý nghĩa thiết thực và cần được phát huy nhân rộng. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của thế hệ trẻ. Xuất hiện một số hố ga sụt lún không nắp đậy ngay lối rẽ từ chân cầu Hưng Hà vào địa phận xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, không chỉ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông mà còn là mất mỹ quan. Khu vực này có tới 3 hố ga cạnh nhau đang bị hư hỏng nặng. Hố thì nứt, hố thì sụt lún. Theo phản ánh của người dân, nắp đậy các hố ga thường được thiết kế bằng những tấm đan xi măng khá chắc chắn. Tuy nhiên, thời gian gần đây đã bị hư hỏng chưa được sửa chữa, chỉ được chắn bằng dây tạm thời, không có biển cảnh báo gây nguy hiểm cho các phương tiện khi đi qua. Đoạn đường trên có nhiều phương tiện qua lại thường xuyên và các hố ga hỏng được xem là những cái bẫy đối với người qua lại. Thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải về nhiều vụ việc thương tâm xảy ra do hiểm họa từ các hố ga. Để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc, các đơn vị có trách nhiệm cần sớm thực hiện việc sửa chữa, bảo trì những nắp hố ga xuống cấp, hư hỏng để giữ an toàn cho mọi người. Từ ngày 15 tháng 2, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thực hiện tháng cao điểm về kiểm tra đôn đốc các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó có việc xử lý vi phạm nồng độ cồn. Sự tích cực tuyên truyền của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã góp phần giúp người dân từng bước điều chỉnh, thay đổi hành vi, tạo nên thói quen lái xe an toàn, đã uống rượu bia thì không lái xe. Trưa ngày 21 tháng 2, ghi nhận tại hầu hết các cửa hàng ăn uống trên địa bàn thành phố Hưng Yên khá vắng khách. Khách chủ yếu là dùng cơm bữa, chứ không phải đến để ăn nhậu hay tham gia hội họp tiệc tùng. Hiện nay, người dân và lái xe đều nhận thức được việc xử phạt nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nên thói quen sử dụng rượu bia trong các bữa ăn đã giảm đáng kể. Chúng tôi cũng bảo nhau là hạn chế về vấn đề rượu bia, và khi mà đã uống mà đã tới tầm một là say rồi thì cũng là bắt gọi taxi đi về. Thứ nhất là để đảm bảo an toàn cho bản thân, thứ hai là cho người khác, cho những người đi đường tham gia giao thông. Một số chủ nhà hàng cho biết thực hiện quy định về hạn chế sử dụng rượu bia, các nhà hàng nâng cao chất lượng phục vụ đồ ăn, tư vấn khách hàng sử dụng đồ uống lành mạnh, tốt cho sức khỏe. Phía nhà hàng cũng phải khắc phục thôi, cũng phải làm sao mà nếu mà khách nào uống say thì mình có thể là gọi taxi cho họ về để cho đảm bảo an toàn. Thứ nhất đảm bảo an toàn về giao thông, thứ hai là đảm bảo là không bị phạt. Hầu như là khách đến ăn bây giờ họ ý thức rất là cao. Đó, họ không giao lưu rượu bia như trước kia. Và trong nhóm đi ăn thì nếu có một chút giao lưu một chút thì sẽ có một người không dùng rượu bia, hoặc là khách họ sẽ gọi taxi bên ngoài để giữ an toàn cho bản thân.
Thực hiện tháng cao điểm về tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, thời gian qua, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã xây dựng nhiều phương án, kế hoạch, trong đó tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, nghiệp vụ để tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và không có vùng cấm. Trong 2 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý 830 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, phạt tiền trên 4 tỷ đồng. Tại thành phố Hưng Yên, công an thành phố đã thường xuyên thành lập các tổ kiểm tra nồng độ cồn gần một số quán karaoke, quán ăn hoặc một số tuyến đường trọng yếu. Trong tháng cao điểm này thì tổ tuần tra cảnh sát giao thông công an thành phố Hưng Yên đã tăng cường xử lý nghiêm những trường hợp điều khiển xe trong hơi thở có nồng độ cồn, và đối với trường hợp này thì tổ công tác đã lập biên bản và tạm giữ phương tiện và để xử lý. Và trong quá trình thì tuần tra kiểm soát thì trong đó có một số cái trường hợp thì người ta không chấp hành về việc kiểm tra nồng độ cồn, vậy thì tổ công tác đã ghi nhận một hình ảnh, lập biên bản, và thời gian gần đây thì người vi phạm đã giảm dần so với gian trước đây. Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông do sử dụng đồ uống có cồn khá cao, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và an toàn xã hội. Do vậy, mỗi cá nhân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nghiêm quy định không uống rượu bia khi lái xe sẽ góp phần đảm bảo an toàn cho bản thân và cho cả những người cùng tham gia giao thông. Thưa quý vị, trong chương trình thời sự tối ngày 15 tháng 2, chúng tôi đã phản ánh vụ việc xô xát gây rối trật tự công cộng xảy ra trên quốc lộ 5A thuộc địa bàn phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào giữa những người đi trên hai xe ô tô đang tham gia giao thông. Vụ việc không chỉ gây ách tắc giao thông mà còn gây bức xúc trong dư luận về cách hành xử thiếu văn hóa, cần được xử lý nghiêm để làm gương. Đây là hình ảnh vụ xô xát dùng hung khí đánh nhau xảy ra khoảng 15 giờ ngày 10 tháng 2 tại km 28+700 quốc lộ 5 thuộc địa phận phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào. Do mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông trước đó, Phạm Văn Sơn điều khiển xe ô tô tải chở theo 3 người khác đuổi theo xe container do Đỗ Văn Tuấn, sinh năm 1990, ở xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương điều khiển. Đến địa điểm trên thì vượt được và chặn đầu xe container. Sau đó, hai bên xảy ra cãi vã, giằng co, rồi dùng tiếp sắt, bàn cào, gậy gỗ, gậy tre, điếu cày đánh đuổi nhau, gây ách tắc giao thông. Những người chứng kiến vụ việc đều rất bức xúc trước cách hành xử hung hãn và cho rằng hành động này rất cần được xử lý nghiêm. Cầm cuốc, cầm phẳng, cầm gậy, cầm gọc và đánh nhau thế thôi. Đáng lên án, cần phải xử lý nghiêm là đúng rồi. Bởi vì là nguy hiểm lắm. Tham gia cùng giao thông với nhau mà để thế ứng xử như thế là không được. Cần phải lên án những cái việc này, cần phải xử lý nghiêm để còn tránh những tình trạng mai sau này. Sau khi vụ việc xảy ra, các đối tượng lên xe bỏ chạy. Xét thấy tính chất manh động hung hãn, coi thường pháp luật của các đối tượng, công an thị xã Mỹ Hào đã truy tìm, bắt giữ các đối tượng để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo lời khai của các đối tượng thì chỉ vì không giữ được bình tĩnh, thiếu kiềm chế trong khi tham gia giao thông dẫn đến vụ việc xô xát này. Ngày 15 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Mỹ Hào ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 đối tượng đi trên ô tô tải gồm Phạm Văn Sơn, sinh năm 1982, ở xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên; Trương Văn Minh, sinh năm 1987, ở xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thành Long, sinh năm 1990 và Nguyễn Đình Nam, sinh năm 1996, đều ở xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, về tội gây rối trật tự công cộng. Đối với cả cái tội gây rối trật tự công cộng có dùng hung khí này thì theo khoản 2 điều 318 khung hình phạt cao nhất có thể đến 7 năm tù. Qua đây thì chúng tôi cũng cảnh báo đến các cái lái xe khác trên đường thì chúng ta phải biết tự kiềm chế những các cái bực tức của mình để mà và chấp hành luật giao thông đầy đủ thì sẽ không gây ức chế cho người khác, thì là sẽ hạn chế và không xảy ra những cái hậu quả đáng tiếc như trong cái vụ việc này. Vụ việc này là lời cảnh tỉnh cho những hành động hung hãn, ứng xử thiếu văn hóa khi tham gia giao thông, gây mất trật tự công cộng. Ngày 23 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hưng Yên 8902S có địa chỉ tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên và nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 8905D có địa chỉ tại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. Cơ quan Công an cũng ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Sơn, sinh năm 1982,
nguyên là phó giám đốc trung tâm đăng kiểm 8902S, hiện là giám đốc trung tâm đăng kiểm 8905D cùng 6 đối tượng khác đang công tác hoặc từng công tác tại trung tâm đăng kiểm 8902S. Điều tra ban đầu xác định, trong quá trình tham gia dây chuyền kiểm định đối với một số xe ô tô tải tại trung tâm đăng kiểm 8902S, các bị can trên đã bỏ qua các lỗi vi phạm thuộc trường hợp từ chối kiểm định, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận kiểm định, gồm lắp thêm thang, đưa lên nóc xe, giá nóc. Sau đó, lập các phiếu kiểm định với kết quả đạt và sử dụng hình ảnh đăng kiểm cũ của xe đã đủ điều kiện lưu trữ tại máy tính của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hưng Yên 8902S để sao chép chỉnh sửa, in lên giấy chứng nhận kiểm định mới của xe và cấp giấy chứng nhận kiểm định trái quy định. Ngoài ra, ngày 31 tháng 8 năm 2021, với vai trò là giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8905D, Nguyễn Thanh Sơn đã nhận số tiền 10 triệu đồng của một cá nhân để lập hồ sơ cải tạo xe cơ giới khống và kiểm định, cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo cho một xe ô tô tải. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.